Cô lái sang sale cùng với em các chị yêu ơi. Em có cái bộ sườn xám này rất là dễ thương mà sale chỉ có 199.000 thôi cả nhà. Hiện tại em này còn 2 size, 3 size, 3 size nha. Còn theo được một cái 2X nữa. Đa số em còn bây giờ là size XL, đa số mà nó có mười mấy cái thôi. Em còn size M, size XL với lại một cái size 2X. Bình thường em bán là 350, nhưng mà trong bài line này chốt chỉ có 199.000 đồng thôi. Sườn xám xẻ tà hai bên nha cả nhà. Đi đứng rất là dễ dàng nè, không có bị ôm bó hay là khó chịu gì nha. Chào chị Thắng Vũ ạ, cho cái chiêu thể like của em trưa ngày hôm nay. Tiếp tục buổi like hôm nay thì có rất là nhiều đầm đẹp giá rẻ cho các chị luôn ha. Đây, sườn xám nhung với chất liệu là kim tuyến lấp lánh cho mình nè, rồi vải mát lạnh cộng thêm độ co giãn. Đầm này của em mỗi một size có thể tăng được 2 đến 3 kg luôn. Dạ 1395 nha chị, ghi mã giúp em với, đây là 1395. 1395 sale 199.000, em có thêm đầm mới nữa đó. Nay mới về thêm mấy mẫu nữa đẹp lắm nè, chút em mặc lên thêm rồi coi nha. Chào chị Ngọc Mai nha, chào các chị yêu mới vào xem like của Sáu Bạc. 1395 rồi, em sale còn 199.000. 199.000 đồng, chị yêu nào chưa có mẫu này thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn và trừ hàng trừ size cho các chị mình nha. Đợi em xíu để em đọc comment gần gần cho nó dễ ha. Đầm em mặc vải gì vậy? Dạ đây là vải nhung chị yêu ơi, váy em đang mặc là vải nhung, chất mềm, mặc mát ha, vải không có nhăn nhầu gì hết trơn á. Mặc em này thoải mái cực kỳ luôn, còn co giãn tốt nữa. Dạ cái này là kim tuyến hình ngôi sao chị, em đứng gần mình coi nè. Đây ngôi sao, mặt trăng. Đó, hình ngôi sao, hình mặt trăng nè. Trên này là có một cái cài ngọc trai nữa mà em làm rớt rồi. Chị nào mua cái sườn xám của em là được tặng thêm cái cài ngọc trai nữa nha, mà em làm rớt mất tiêu rồi. Dạ 199.000 chị yêu ơi, duy nhất trên bài like này em giảm giá nè. 199k mẫu sườn xám của em nha. Em này đi chơi, đi tiệc, chụp hình này kia cũng xinh nữa. Giá hôm nay sale chỉ với 199.000 đồng. Chị nào chưa có thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn cho mình ha. Hay là mình có muốn coi mẫu nào sau em nè, đó, comment cho em luôn để em giới thiệu. Chuẩn bị bây giờ qua mẫu. Dạ váy này của em 67 cân đổ về vừa, trong đó 67 chỉ còn đúng một cái. 65, 67 cân chỉ còn đúng một cái, còn lại là dưới 62, 63 thôi. 1395 ạ, 1395 chị Phạm Dương nè, rồi ok luôn. Chốt đơn như nào em? Dạ mình bình luận giúp em cái mã số nha. Em mặc đầm nào cũng sẽ có mã số với số điện thoại hết. Đó mình bình luận cho em mã hàng, số điện thoại để em tư vấn cho nó dễ. Đầm này của em là 1395 nha cả nhà. Chốt 199.000 đồng. Em có những cái mẫu sale 59.000, 99.000 nhiều lắm. Em sẽ lên lần lượt cho mình xem. Rồi bây giờ tiếp tục em lên đầm sale giá rẻ nè. Đầm này của em là 199 đúng không? Em lên cái rẻ hơn. Đây, váy sườn xám là còn size M, size M, size XL với lại một cái 2X nha. Lưu ý giúp em là hàng này sẽ không về thêm nữa, hết là bỏ mẫu luôn. Cho nên chị yêu nào mà chưa có thì tranh thủ mình đặt sớm sớm giúp em ạ. Đây, em có cái đầm body này nè. Cái chất này cũng đẹp lắm, mango gold. Rồi em còn cho mình là size M, còn sót lại vài cái nha. Sale luôn 69.000 đồng. 69k cho một đầm đuôi cá nha. Đây là cũng đúng body. Vừa rồi em mặc là body sườn xám đúng không? Cái này thì đuôi cá. Bây giờ chuyển qua cái body đuôi cá nè. 69.000 thôi. 69.000 cái váy này của em thôi. Em còn cho mình là size M, 50 cân đổ về cho em là vừa. Đầm này của em dưới 50 cân mặc vừa nha cả nhà. Chị yêu nào dưới 50 cân thì cứ đặt hàng bên dưới cho em ha. 1347. Rồi qua cái này là 1347 cho em. Chị Ngọc Linh, đầm bên shop chị đã mua, chất đẹp, vải mát đúng như quảng cáo. Dạ cảm ơn chị yêu rất là nhiều đã ủng hộ shop ạ. Rồi mong là cái chị nhận hàng cũng sẽ hài lòng ưng ý nha. Và nếu các chị ưng ý thì mình có thể dành một chút xíu thời gian mình quay lại review sản phẩm cho em ha. Đầm này của em là không phải mới, em này là của hàng đợt trước mới nè. Đây mấy cái mới em có chương phía sau nè, chú về mặc lên thêm. Còn cái của em á là nó gần hết hàng rồi. Em này là em về bán hởm giờ lẻ sai luôn, giờ chỉ còn mỗi mờ thôi. 50 cân đổ về cho em là vừa. Đầm tay dài, body đuôi cá, phối kèm một cái hàng cúc bên hông nè. Cái này là điểm nhấn thôi chứ sẽ không có tháo được nha. Cái cúc này là em đính cố định luôn rồi, không có tháo ra được đâu nha. Mặc để cho nó đẹp, để cho đẹp thôi. Mặt thì kéo khóa đằng sau cho em ạ. 1347 ạ. Chị Lương nào, chị 52 cân. 52 cân chị đo eo cho em đi. Cái đầm này tối đa là eo nó cỡ 70 thôi. Trên nữa là không vừa nha. Tại cái vải này nó không có co giãn nè. Em không dám trừ hao nhiều. 69.000 cho em.
69.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn luôn. 1347 cộng số điện thoại, chúc 69k. À, 45 cân quá đẹp chị, 45 thì chúc đơn liền. Eo miễn sao dưới 70, em còn ít lắm, vài cái thôi. Còn vài cái thôi nha, chị nào nhanh tay thì em chốt cho mình luôn là 69.000. Chứ bình thường làm gì có giá này, cái chị đúng không? Mình nghĩ thôi là cũng biết rồi, 69.000 chưa đủ tiền vải nữa, sao may thành cái váy này của em được. Tiền công, tiền vải biết bao nhiêu. Giờ may thành phẩm cái đầm bán có 69.000, lấy được đủ 3 lần tương tác, đủ 3 lần chia sẻ like thôi đó. Dạ chào chị Hoa Hướng Dương nha, 1347 nha, chúc cho chị Vivi nè, rồi 69.000 đồng. 52kg hả chị, đầm đó vừa chị mua luôn hả chị dòng đạt, 52kg. Đây, khách em vừa nhắn 52kg vừa. Nhưng mà cái chị nhớ đo eo. Bởi vì em mới nói á, là nó tùy vào eo của khách. Có nhiều chị nha, 52 cân vẫn mặc vừa size M, nhưng mà phải cao cao xíu, với lại eo nó phải tầm 70. Nè, mình thấy em bận size M nha. Cái này size M, cái này nó vừa với người em không? Đây, mình nhìn thấy em mặc vừa không? Ở đây là eo của em 67 thì em mặc là nó vẫn còn dư dả thoải mái. Đó, nó còn dư dả thoải mái như vậy. Còn eo tầm 70 cái chị mặc vẫn được, và nó sẽ vừa ôm như vậy nè. Đó, cũng ok ha, tối đa em 70 cho em. Tại em muốn cái chị mặc đẹp nhưng mà nó phải cũng như phải thoải mái một chút xíu á, chứ vừa mà nó ôm sát quá thì nhiều chị không có quen. Đó, đây là em trừ hao để mình mặc thoải mái ha. Em tối đa là 70 thôi nha, sale luôn còn 69.000 đó, 69.000, giá cũ 350. Hôm nay em chốt 69.000 cho các chị mình luôn, nhanh tay em giảm giá cho mình, mã số sản phẩm kèm số điện thoại. Rồi vậy hả chị Trọng Đạt? Trời ơi, vậy là chị mặc kiểu mà ôm ôm là quen á. Chứ có mấy chị khách em á nha, eo mà 72 thôi nha là không vừa rồi, không thoải mái rồi. Cho nên em đâu có dám trừ hao nhiều đâu. Chứ thường có mấy chị khách á, mặc phải ôm sát nha. Đó, về nhà phải bóp lại, mua cái nào cũng về nhà bóp lại cho ôm sát eo như vậy mới thích. Còn có chị thì phải dư cả một khúc như vậy mới chịu. Cho nên là em sẽ tư vấn tùy theo cái sở thích của mỗi khách hàng. Đây là có chị khách em vừa review là chị mặc vừa với số ký là 52 cân nè. Đó, các chị tranh thủ nha, tham khảo thử cân nặng, chiều cao, số đo eo, rồi bên em tư vấn kỹ hơn. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ qua mẫu khác ạ. Đây, tiếp theo em sẽ lên cho mình xem thêm một em váy khác nữa nha. Mình có muốn coi em mặc mẫu nào không, hay là mình đang kiếm đầm đi chơi, đi tiệc, đi làm, đi đâu thì mình nhắn em đi, em giới thiệu cho mình luôn nè, nay nhiều đầm đẹp lắm. Đây em có cho các chị mình cái sơ mi đi, sơ mi mới về, sơ mi họa tiết caro dọc theo thân đầm đi. Rồi 1475. Đây 1475 các chị yêu nha, hôm nay em giảm giá luôn nè, 299 trên like, này trên like nha. Đợt này em về cái chị để ý thấy mấy cái họa tiết đen trắng nhiều không? Cái chuyến này nè, em về hai cái gam màu đen trắng kết hợp rất là nhiều mẫu luôn. Đây, rồi mới về nữa nè, em mới về cái này luôn. Này xuông, cái mới về cũng đen trắng nhưng mà dáng xuông. Còn em bận á, là nó có chiếc eo, nó khác nhau nha. Cái chị để ý là cái họa tiết nó khác, cái form đầm may cũng khác, với cái chất nhiều khi nó cũng khác nhau á nha. Cái đầm của em đây là vải chiffon hai lớp nha, đây là chiffon may hai lớp cho mình. Cái phần tay áo sẽ được may gấp lên ha, tạo cái kiểu cho các chị mình. Đây nè, cái tay áo mình coi em mang nè, nó sẽ gấp lên như thế này, tạo cái điểm nhấn. Họa tiết mình nhìn thấy nó sẽ dọc theo cái thân đầm của em. Đó, nó nhìn nó kéo dài cái người mình nó, cả nhà nhìn nó cao ráo hơn, thon gọn hơn. Mấy cái họa tiết dọc dọc như vậy nó ăn gian dáng người cho các chị dữ lắm. 299.000 đồng cho em thôi. Rồi đây là mã số 1475. Sao mà em bị rớt mạng, nó đứng comment các chị rồi, để em xíu nha. 1475 nha cả nhà, váy đang mang là 1475. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn vừa hàng nha. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại. 1247 hết rồi chị Nguyên Lê, 1247 em đâu còn hàng đâu. Em mới mặc là 1347, có nhầm không? Đây, em vừa mặc nè là 1347, chứ không phải 1212, em hết lâu rồi. 1247 em đã hết hàng lâu rồi chị yêu nha. Cái này là 13 nè,
Bây giờ là em lên 1.400 rồi, chuẩn bị một đợt hàng nữa về là các chị sẽ thấy em báo mã lên 1.500 luôn, chuẩn bị lên 1.500 rồi nha. Bây giờ là 1.400 mấy ta, 1.407 mấy rồi, 1.408 mấy rồi đó, thêm mười mấy cái đồng thôi là lên 1.500 luôn. Đầu này của em là 1.475 rồi nè, form dáng xè, vải chiếc phông hai lớp sơ mi nha, họa tiết đen trắng rất là xinh, 1.475 299.000 đồng. Hiện tại em có cho mình size từ 40 cho tới là 65 cân ạ. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ chốt đơn cho em nha. Eo đầm này là phải tầm 85 cho em cũng được ha. Eo 84-85, eo 84-85 đổ về cho em có đơn nha. Chị yêu nào thích thì cứ bình luận bên dưới ạ. 1.475 sale còn 299.000 nha cả nhà. Form nè, xe nhẹ nhàng vừa gối của em nè, em cao 1m60 nha, đó là qua gối của em rồi. Cỡ này đi làm đi chơi gì cũng hợp, đâu có lo kén đâu, không hề kén da kén tuổi có chị chút xíu nào đúng không. Dạ màu đen trắng chị thích màu sơ mi em còn vàng nè, sơ mi trắng nè, nhiều lắm. Đợt này về rất rất nhiều sơ mi, tới mấy chục cái đồng sơ mi là tha hồ lựa luôn. Nay chị nào mà thích sơ mi là lựa mệt nghỉ luôn á, nhiều quá không biết lựa cái nào luôn. Rồi đồng của em là 1347 nha, em nhờ 1475. 1347 là cái mới mặt màu đỏ, cái này là 1475 ạ. 1475 chốt đơn còn 299.000 đồng, size từ 40 cho tới là 65 cân. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ chốt để em tư vấn nè. Mã số sản phẩm cộng số điện thoại giúp em là được nha. Chiếc phông hai lớp không có túi, bộ này may trơn, em này xè trơn không có túi. Sườn xám mà chị Úc Trần, sườn xám đúng không? À, chị comment là chắc vậy á, em nghĩ là chị comment sườn xám á, không biết đọc đúng không. Nếu mà sườn xám thì em còn cái màu đen kim tuyến nhỏ nhỏ này được không? Hồi nãy em bận là kim tuyến ngôi sao, hai kiểu là đây nè, nãy em bận thế này. Hồi nãy em bận là kim tuyến ngôi sao nè. Em bận hồi đầu like á, sườn xám ngôi sao. Đây còn mấy cái à? Còn sườn xám kim tuyến nhỏ nhỏ như vậy nè, cái này là gọi là đủ màu đi ha, kim tuyến đủ màu luôn đó. Chị thích mẫu nào, thích đủ màu không hay là thích cái ngôi sao này? Ngôi sao này thì kim tuyến nó màu trắng thôi, kim tuyến trắng hình ngôi sao mặt trăng, còn bên này là nó đủ màu luôn á. Ở ngoài cái chị nhìn là nó xanh tím, nó vàng tùm lum màu luôn. Giá hôm nay thì em sale cũng rẻ lắm các chị ơi, thích cái nào thì em lên em báo giá cho mình. Ngôi sao là sắp hết rồi, còn có mấy cái à. Cái kim tuyến nhuyễn đủ màu này nè, nó còn nhiều số lượng hơn chút xíu. Giờ em bận là chiếc phông chị Thảo nha. Váy của em đang mang là vải chiếc phông. Chốt đơn hôm nay là 299.000, chuẩn bị em qua mẫu. Em chờ chị Đài Đài nha. 1475 cộng số điện thoại cho em ạ. 1475 sơ mi em đang bận. Cái này là có chiếc eo form xòe. Còn nếu các chị thích suông thì em có màu vàng là sơ mi suông đây, hoặc là cái trắng đen mới về cũng là sơ mi suông luôn, xinh lắm. Đợt này về mấy màu nào cũng dễ thương hết trơn á. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Sơ mi rồi bây giờ em lên đầm mà không có cổ đi ha, thay đổi xíu. Giờ em lên cái nào đây ta? Nhiều đầm quá em cũng không biết là lên cái nào trước cái nào sau để cái chị mình xem luôn á. Mình có đang tìm mẫu như nào mình nói em đi cả nhà. Em lên mẫu theo ý mình cho nó dễ nha, chứ em tự lên không biết có đúng ý cái chị không. Rồi em còn cái dung xuông này nè, còn một hai cái gì đó em lên nhanh cho mình luôn nha. Đây, có một em form xuông cổ vuông, chất liệu là váy nhung. Nhung này nhung lạnh nha, các chị yên tâm, mặc rất là mát mẻ, không có nóng, không có khó chịu gì đâu. Cái nền nó có dập ô ly cho mình nữa nè, caro nè. Đó, phối kèm hàng cứ phía trước ha. Rồi em còn 5 cái cuối cùng, 5 đơn cuối nữa thôi, 1406. 149.000 đồng. Em còn 5 đơn cuối cùng nữa thôi là chính thức hết hàng em váy suông này luôn. Mà form suông thì các chị biết rồi, đâu kén dáng người vật đâu. Dáng tròn, dáng gầy vậy các chị mặc cũng được cho em hết trơn á, 150. 149.000 đồng cho em nha. Có size từ bây giờ size M nhưng mà nó có co giãn. Cái váy nhung của em á nè, cộng thêm mỗi size nó lên được từ 3 đến 5 kg luôn các chị coi. Em kéo, em mặc size M nha. Mà em kéo ra nó còn dư cả khúc luôn nè, thấy không? Đó, 55 cân đổ về vẫn vừa. Riêng em đầm nhung này còn 5 cái cuối, nhưng mà từ 40 cho tới 55 cân thì các chị cứ đặt hàng cho em. 150 diễn hoàng, 149.000. Chị nhận đầm chấm bi rồi, đẹp lắm. Đây, chị Trần Hà khách em vừa review là nhận được cái đầm bi, thì em sẵn tiện em cầm cho các chị coi luôn. Cái bi là cái nào mà chị khách chỉ khen ha. Bi đây,
Sammy B đây cả nhà ơi, chị khách em mới nhận hàng khang đẹp rồi kìa. Cả nhà mình yên tâm được xíu nào chưa? Nếu mà cái chị khách quen không nói ha, mấy chị khách mới á, mấy chị mà hôm nay mà lần đầu tiên coi like của shop, lần đầu tiên biết shop, mình còn đang hơi hoang mang là ủa sao shop này bán đồ rẻ vậy, không biết chất lượng như thế nào, thì mình có thể xem những cái review của khách em đây, và mình cũng có thể tự mình cảm nhận được luôn. Mình mua thử một cái thôi, nếu mà cái chị mình mua trải nghiệm, mua thử một cái thôi, không cần mua nhiều, mua trước một cái rẻ cũng được, hàng sale hàng mới về gì đó tùy ý, thích cái nào chốt thử cái đó. Em ship tới nơi em cho kiểm tra trước thanh toán, đâu phải trả tiền trước đầu, là tiền còn đang nằm trong túi đó. Em cho kiểm tra hàng luôn, mở ra coi đúng như quảng cáo thì nhận hàng cho em, không đúng trả ship em mang hàng về, ok không? Rồi đây là một khoan đọc mã đi, bây giờ đọc lên mấy chị nhầm lắm, chúc em mặc riêng sau cái này đi, sau cái này em mặc cái sơ bb khách khen là phải lên liền. Em cảm ơn chị Trần Hà nha. Rồi đầu này của em còn 5 cái cưới ạ. Chị nào thích phong xương không? Hay là ai thích đầm nhung sang xịn mịn không? Chốt liền cho em nè, có 150 thôi. 300 sale còn 149.000, còn 5 cái cuối cùng hết là bỏ mẫu. Em không có mang thêm đâu. Cái kiểu này là chính thức hết số lượng là bỏ mẫu luôn nha. Chuyến sau hỏi em không có hàng đâu. Đợt sau mà hỏi đầm nhung xuông đỏ rượu của em mặc đây là không có đâu đó. Còn 5 cái cuối thôi. Mai kèm túi nữa nè, phong xương dễ mang, không kén dáng, dáng tròn dáng đầy gì cũng được, mà giờ còn size thôi, còn đâu mà kén nữa. 55 kênh đổ về cho em vừa, 1406 1406 xe 149.000, 5 cái cuối cùng. Màu này là màu đỏ rượu nha, nó có pha một chút ánh tím ở trên rất là đẹp. Rồi bây giờ em lên Fisher BB đây. Chị khách em mới khen là em phải lên liền cho nó nóng, mà bi hôm nay em hết một size rồi. Mới về nhưng mà em thấy bi là em biết chắc là nó lẻ size nhanh rồi. Em cũng có dặn cái chị trước rồi là thích bi nè, hoặc là beo ha, bi với beo nha. Với lại mấy cái họa tiết mới về đợt này á, cái nào số lượng ít á, em đều có báo trước là cái chị tranh thủ thích là mình phải đặt luôn. Mấy cái họa tiết này nó nhanh đi hàng lắm, tại vì nó không có lỗi thời. Thứ nhất là nó hiếm, lâu lâu mới về. Thứ hai nữa là nó không có bị lỗi thời á cả nhà, nên là mình sắm mình bỏ vô tủ, bây giờ mình không bận, mình năm sau mình bận nó vẫn đẹp, nó vẫn mới như thường, không có bao giờ mà sợ qua được hết trơn mấy cái mẫu này nè. Đây sơ mi bi các chị coi xin vô nè. Đầm này em còn hình như em còn 3 size á, mình đợi em xíu nha, em kiểm tra cho nó chắc cú. 1469 là bi nè, 1469. Rồi em còn cho mình size LXL 2X nha. Chị nào 50-65 kênh chốt liền cho em ạ. 299.000. Ngoài like này các chị mua thấp nhất cũng phải 350 nha. Ngoài like của em thấp nhất cũng phải 350. Còn bây giờ em chốt luôn là 299.000 nếu các chị mua trên like này của em. Chấm bi. Dễ thương chưa? Cái tay của nó có đính ngọc trai nha. Hai bên tay, hai mỗi bên một viên ngọc trai. Đây, cái tay nó cũng gấp lên giống như cái caro này em bận á. Đó, cái tay nó gấp lên vậy nè. Mình bận vô là nó sẽ gấp sẵn giống như em vậy đó. Chỉnh lại xíu là nó đẹp liền. Đính viên ngọc trai ở đây nữa. Cổ sơ vi cao, họa tiết nhỏ bi màu đen trắng nữa. Nó càng giúp cho cái chị gọn dáng. Nhưng mà hơi tiếc là em này sai chuẩn cho em thôi. Eo cầm 85 thôi cả nhà. Đầm này của em eo 85 đổ về nha. Trên nữa thì em không có hàng rồi. Tại cái này là von á, em mặc đây là von cát, nó đâu có co giãn đâu. Cái nhung vừa rồi á, nó co giãn tốt thì còn trừ hao. Em này không co giãn, không trừ hao được. Eo dưới 85 cho em. 70 cân bi không có chị Mai luôn. 70 cân eo chị 88 không? Eo 88 em có da beo, được không? Chị thích beo không? Cái beo này form nó rộng. Cái beo, cái vải nó cũng không co giãn, nhưng mà form nó rộng quá chị. Cái form đầm beo này là nó lên được tới eo 88 luôn nè. Đây nè. Hoặc là cái sơ mi mới này của em nè, cái đen trắng suông này của em mới về nè, eo nó cũng được, eo nó là được 90 luôn á, 92 luôn á. Cái này rộng nè. Nếu mà các chị nào size lớn á thì mình có thể tham khảo một số cái sản phẩm mới về của nhà em, form khá là thoải mái. Cái này nè, em coi, em đang, em mới về cho mình, hàng có sẵn rồi ha. Vừa về rồi, có sẵn hàng đặt em giao liền. Đây, ai size lớn eo cỡ tầm 90-92 lấy cái này cho em, đen trắng form suông. Còn cái beo này eo được 88 nè, eo tầm 88 thì lấy luôn cái beo. Còn eo 90-92 lấy cái đen trắng này cho em đi, này suông thoải mái, rộng thanh thang. Còn đầm em đang mặc đây thì nó chỉ có eo dưới 85 thôi, đầm bi sơ mi bi chất liệu von cát ạ, không có túi nhạt, xè trơn nhẹ nhàng thôi. Khóa ẩn nằm sau lưng của em nè, 299.000.
299.000 đồng nha cả nhà. Tối đa giúp em là 65 cân đổ về hoặc eo dưới 85 nha. Đồng đỏ cổ vuông hả chị? 150. Em mới bật đỏ rộ xong mà nó không có size lớn rồi chị. Cái này nó chỉ còn size nhỏ dưới 55 cân nha. Đảo cổ vuông, 5 cái cuối cùng. Bây giờ suy nghĩ là không có đặt được đâu, nhanh tay giúp em mới có. Màu đỏ cổ vuông này, đỏ này đỏ rượu, đỏ tím á. Nó hơi hơi quánh tím một chút xíu. Đang sale với giá tiền chỉ có là 149.000 đồng thôi. Và em có cho mình là size M cộng thêm co giãn thì dưới 55 cân vẫn mặc được cho em. Nhà đỏ nhung, phong xuông đỏ nhung là 150, 55 cân đổ về cho em vừa, 1406. Chị nào ưng thì chút sớm giúp em. Tại vì hết số lượng là em bỏ mẫu luôn chứ không có may thêm. Bi em cũng vậy, bi em về có một đợt, mấy cái này cũng vậy. Nha, mấy cái mẫu hoa văn đợt này các chị coi nè, là của đợt này thôi, bán hết là bỏ mẫu, đợt sau về kiểu khác. Lần sau các chị mua không có mấy kiểu này đâu, hết là bỏ mẫu luôn á. Chị Mộng Thương 1469 lấy bi, dạ rồi. Còn 3 size cuối nha cả nhà. Em còn 3 size cuối cùng là size L, size XL và size 2X nha. Em còn 3 size cuối cùng, size L, size XL và size 2X, 50-65 cân cho em. 1469, 299.000 đồng. Chị cao 1m55, nặng 55kg hả chị Kim Anh? Cái này chị đo eo cho em đi. Tại vì nếu mà 55 cân bây giờ, eo chị nha, dưới 74 là chị lấy size L. Còn mà trên 74, ví dụ như từ 74-78 á, là chị lấy cho em size XL. Còn từ 70-74 là chị mặc size L là ok rồi. Đó, em có tham khảo sẵn cái số đo eo, chị đo thử coi nằm ở cái khúc nào. Nếu mà eo dưới 74 thì size L ok. Trên 74 lấy cho em size XL. Mà trên 78 là lấy size 2X cho em nữa nha. Đó, đo sẵn giúp em phần eo đi rồi bên em tư vấn cho mình kỹ hơn ha. Đây là 1469 nha cả nhà. Chuẩn bị em qua mẫu nha. 1469 nè. Còn có 3 size cuối mà mỗi size cũng còn ít lắm nha. Giờ mà còn đắn đo là em bảo đảm chốt không kịp. Hết số lượng là em ngưng luôn, không có may thêm. Hôm sau mà hỏi em đầm bi là không có, đầm beo cũng vậy. Bi với beo là về cùng đợt chuyến này luôn. Hai lần nào khách cũng hỏi hai cái họa tiết này hết trơn. Bây giờ mình thấy em like với chuyến sau thế là khách cũng hỏi tiếp. Mà em chưa chắc là đợt sau có về hay không đâu. Bây giờ về sẵn thì đặt luôn nè. 299.000, bây giờ em qua mẫu. Mình muốn em lên kiểu nào nữa không? À đây, lên cái này đi. Cái đầm này size lớn nè. Em thấy có mấy chị khách mà 70 cân á. Cái này cho em. Cái này em khoan để em coi nó size gì cái nào. Rồi size M nè. Đây. Đợi em xíu nha, em lên cái đầm sơ mi mới về chiếc châu tôn. Cái phong này nè, em hay phong suông rộng rãi thoải mái lắm. Eo 90-92 đổ lại mặc cho em được luôn nha. Đầm này của em là 1476 ạ. Sơ mi châu tôn nè, cái vải này nó giống với cái màu vàng á. Cái em bận là nó giống với cái màu vàng này nè. Chất liệu á, chất liệu châu tôn nó giống. Đợt trước về vàng khách cũng thích, kêu em về thêm. Thì đây em về thêm rồi nè. Đầm này của em ha, mình có thể bận được hai kiểu nha. Cái sơ mi đen trắng đẹp không ạ nha. Lên một cái là thấy thích liền. Đầm này của em mình có thể bận hai kiểu. Một là mình bận thành suông rộng như vậy cho em. Đó, muốn bận suông là vô form mà nó suông trước. Rồi nếu có chị thích ôm thì mình đợi em xíu em cột nó lại cho mình coi. 299.000 nha, size rộng nha, size rộng thoải mái. Mấy cái đầm mà size to như vậy nè, nó hết là nó hết cái size lớn trước tiên á. Thường mấy cái đầm size lớn mà trên được 70kg là mấy chị khách nhẹ mua liền, nhanh liền. Chị nào mà cũng size to thì tranh thủ mới kịp nha. 1476 cộng số điện thoại, sơ mi form suông rộng, lâu lâu về cái form rộng. Thích ghê luôn á, eo 90-92 vừa là thấy hiếm rồi nè. Bình thường mình thấy em bận em giới thiệu là eo nó cỡ tầm có 84 thôi đúng không? Mà riêng cái em này là eo 90 mặc đẹp cho em luôn nha. Tranh thủ mình đặt sớm nè. Em tư vấn cho cái chị mình luôn. Eo 90 là thoải mái luôn á. Thoải mái luôn nha, rộng lắm. Đây em cột lại mình coi. Đang xương rộng đúng không? Giờ cột lại nha. Cột trước sau diễm được cho em hết trơn á. Đó, mình có thể cột một cái nơ phía trước đây cũng xinh nè. Em có tặng kèm cái dây nha, cái dây này là đi chung đầm. Mua đầm này là có tặng kèm cái dây này luôn. Rồi thắt vô cho em. Thắt một cái nơ phía trước hoặc phía sau gì đó tùy ý các chị mình nha. Đây nó sẽ ra cái đầm ôm eo. Thắt nơ vô nó sẽ ra một cái dáng đầm là ôm nhẹ phần eo. Eo các chị tới đâu nó sẽ ôm tới đó. Nó sẽ ra cái form xòe nhẹ nhàng cho mình, may kèm hai túi hai bên.
Trời, mặc hai kiểu đồ hông ở nhà thấy chưa? Kiểu nào cũng đẹp. Mặc suông cũng đẹp, mặc ermeo cũng đẹp luôn nè. Chốt hôm nay là 299.000. Em chào chị Trang Nana nè. 59 cân dư sức. Cái này 70 còn vừa. 70 vẫn được luôn, miễn sao nhiều khi em thấy mà 72 cân cũng vừa luôn á. Miễn sao các chị đo eo cho em dưới 92 là được nha. Họa tiết đẹp, họa tiết đúng sang luôn. Thật sự chị nào sang thích sang sang lấy cái này cho em quá sang. 1476 ạ. Sơ mi em mặc là 1476, 299.000. Nhất là những chị mà size to nha. Em nhắc lại là những chị mà size to đó. Form em mình hơi tròn tròn chút xíu, số ký mình hơi lớn lớn một chút xíu thì phải chốt gấp cho em nha. Cái nào mà chậm tay không nói, chứ cái này mà chậm là không còn hàng đâu. Em phải ít lắm. 1476 ạ, 299.000. Được một cái sơ mi form rộng như vậy là em cũng mừng quá trời luôn. Chứ không giờ khách hỏi. Đợt trước em may mà bán đầm có eo có 90 là cao á, là mấy chị khách hỏi quá trời. Đây về thêm được cái này nữa nè, mừng ghê. 1476 ạ, eo 92 đổ về cho em được luôn ha. Nhanh tay em giảm giá cho mình. 299.000 chị Thảo Lê lấy 1476. Mình cột trước với em hoặc bây giờ cột sau cũng được nè. Nói chung cái dây này dây rời á cả nhà. Đó, mình có thể cột được nhiều kiểu cho em luôn. Cột trước cột sau gì cũng được. Quay đằng sau có cái nơ như vậy cũng thấy xinh nữa nè. Ha, quay sau quay trước gì có nơ gì cũng dễ thương. May kèm hai túi hai bên nha. 299.000 đồng 1476 chị Kim Anh có, chị Hoàng Dương, chị 47 cân lấy size M cho em chị. Cái này là form rộng. Em mời cái chị bận nó vẫn rộng rộng chứ không phải là ôm sát như bình thường nha. Tại vì cơ bản này là form suông mà, cho nên cái chị mặc vô và nó có xương rộng hay là mình thích mặc ôm eo gì đó là tùy ý nha. Mặc vô để rộng trước, form này form suông. Eo 2X92 đổ về chị Hồng Ánh ơi, chốt đơn giúp em ạ. 1476 mã hàng cộng số điện thoại cho em nha. Cú pháp đặt hàng là mã số cộng số điện thoại. Các chị chỉ đặt đúng thông tin để còn được chốt đơn ạ. Đầm body hả chị? Body đúng không? Hồi nãy Lam có mặc một cái đuôi cá rồi. Còn cái body nào em chưa mặc không ta? Body nhung không? Em có body nhung hay thích ren? Em có body nhung, body ren? Ren đen không? Đây, body ren đen nữa không? Hay thích vest không? Em có body vest nữa? Nè, vest nè. Body vest đi làm, đi chơi gì cũng được luôn ha. Thôi đây là một cái body vest thử đi. Em mượn đây mã hàng là 1476 nha cả nhà. Chiều nào chưa có thì cứ bình luận bên dưới giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại. Nhanh tay em chừa hàng chừa size cho các chị mình đây. Ai chưa có mẫu này bình luận bên dưới để em tư vấn các chị yêu nha. Ai chưa có mẫu này bình luận bên dưới giúp em ha. 1476 sơ mi eo 92 được nha, eo 92. Nếu mà cái chị size lớn á, chốt gấp cho em cái này trước đi. Tại vì không phải cái nào eo nó cũng lớn vậy đâu. Một chút em lên mấy cái khác là nghe eo bình thường hà. 84, 86 à, cùng lắm là 88 thôi. Được cái này eo 92 là em mừng quá trời nè. Rồi bây giờ em lên cho mình coi cái vest body ha. Body vest này thì nó có độ co giãn nhẹ nhàng. Nó có độ co giãn nhẹ nhàng cho các chị mình. Chất liệu của nó là kaki thêu. Một em vest body kaki thêu vừa đi làm, đi chơi mà đi tiệc. Em nói đi bất cứ đâu, mình thích đi đâu là mình đi đó luôn á. Chứ nó sang quá trời, không có kén. Ai bận cũng đẹp mà bận đi đâu cũng sang cho em. Rồi, 1462 cho em nè. Vest, em có vest xòe nữa nha. Vest đợt này em có cả ôm nè. Có cả vest ôm, vest suông và có cả vest xòe luôn. Rất là nhiều thể loại cho các chị lựa chọn. Bây giờ trước tiên mình nè, coi cái ôm này đi. Đầm body vest của em nha, sale còn 199.000. Nguyên cái đầm vest mà em báo giá các chị có bất ngờ không? 199.000 đồng thôi. Em chỉ sale trong thời gian em like nha. Chị nào mà đợi em tắt like rồi thì nó sẽ về giá cũ, ít nhất cũng phải 300 hơn. Bây giờ mua là 199.000 đồng ngay trên like của em nha. Đang phát trực tiếp nè. Rồi chốt mã giúp em là 1462. Còn 3 size cuối. Tình hình là em còn 3 size cuối. Em còn size L, size XL và size 2X. Trong đó size L 2 cái. 3 size mà size L còn có 2 cái à. Mã hàng là 1462 à. Em chào chị Thịnh Phước nha. 1m70, trời ơi, cao dễ sợ người mẫu luôn. 1m70 và 60kg là chị Thịnh Phước là mặc size XL nhà em. Là em thấy là ok quá luôn rồi đó chị. Mình đo thêm eo đi chắc cứu nha. Đo thêm eo giúp em đi, em chọn size cho mình luôn. Mà với cái form của chị thì em thấy mặc cái nào cũng đẹp hết trơn á. Chị yên tâm đi, chị lựa kiểu trước ha. Mình xem like mình lựa cái kiểu nào mình thấy ưng trước đi. Chứ còn về form dáng đầm thì chị khỏi sợ. Em giao tới em cho kiểm tra hàng.
Đây, váy này của em 199 ngàn nè. Hàng này mà RVO nha, ngoài thị trường ha, shop khác có chị RVO không dưới 5-700. Em bán nguyên một cái là body form chuẩn mẫu mặc luôn, 199 ngàn đồng. Giá bán tại shop của em váy này vẫn sẽ là 450. Chỉ có trên like là em sale thôi. Chị nào muốn mua sale là mua trên này nha. Còn ngoài ra không có ở đâu sale nữa. Tắt like cũng giá cao hơn. Ghé trực tiếp shop là càng cao hơn nữa nè. Giờ mua có 199 ngàn, không đặt là uổng nha. Em chào chị Hằng Trần luôn ạ. 1462 chị Quỳnh Lan ơi, cho em xin mã với 1462. Cái họa tiếp này nè, có chị kêu là Bi, có chị kêu Caro, nói chung sao cũng được, tại vì em thấy nó cũng giống. Đó, nhìn đẹp không? Lạ mắt không? Cũng ga màu đen trắng kết hợp rất là sang. Chị Dung đến lấy mã 1462 nè. Rồi, dạ được, 57 kênh chị cứ đặt hàng cho em đi, lên form chuẩn mẫu. Hàng trên line như nào giao cho khách giống vậy, cái này yên tâm. Hỏi em đồng nào đẹp hơn thì em khó trả lời, tại mỗi chị mỗi gu khác nhau. Nhưng mà mình hỏi em về chất lượng sản phẩm, đồng giao đúng mẫu không nè. Rồi hàng có đúng như quảng cáo không, hay là hàng chất lượng có tốt hay không, thì em tự tin trả lời mình luôn là bao chuẩn mẫu, giới thiệu sao là giao vậy. Một, và khi các chị coi like của em thì nhận hàng nó sẽ giống vậy hoặc đẹp hơn, thậm chí bên ngoài đẹp hơn. Em cho mình kiểm tra hàng, các chị cứ yên tâm. Các chị cứ yên tâm là em cho kiểm tra trước thanh toán ha, mình không cần phải lo gì hết trơn á. Giao đến nơi, cho xem hàng trước thanh toán, đúng như quảng cáo thì mình nhận hàng, không đúng quay đầu luôn. Dạ 199 ngàn trên like chị Lan Lê ơi, một em vest, nguyên một cái em vest luôn. Không bằng bộ áo sơ mi các chị mua nữa. 199 ngàn đồng vest ơn của em đây ạ, 1462. 1462 sale còn 199 ngàn đồng. Rồi, còn mà thích xòe, em có vest xòe luôn. Em sẽ mặc cái màu nâu tây đi. Màu này cũng sang, những cái gam màu rất là lạ cho các chị mình đợt này. Đây, một em vest xòe nữa nha. Cái này cũng đi đâu cũng hợp nè. Form bên em may lên thì cả nhà cứ yên tâm và lựa mẫu thôi. Hàng phải nói là đẹp hơn mong đợi luôn. Nhận hàng với chị khách em khen dữ lắm. Bảo là trên like đã thấy đẹp rồi mà đến lúc nhận hàng bất ngờ luôn. Đây, một em vest xòe cho các chị mình xem thử. Xòe thì yên tâm là không kén dáng rồi, đúng không? Mấy cái form xòe này là ai bận cũng được, không lo lộ bột luôn. Chị nào mà không tự tin mặc body thì mặc xòe. Xòe của nhà em bán cũng có 259 à. Ngay và like này của em, mẫu vest này sale còn 259 ngàn đồng. Mã này là 1449 đấy chị yêu ơi, 1449 à. Dạ chào chị Quỳnh nha, mẫu đang mang vải gì em? Em mới mang cái vest body á là kaki theo. Em mới mang là kaki theo ha. Còn đổi qua cái xòe màu nâu tây này nè, là vải cô tông lạnh. Chị thích cái nào hơn? Thích xòe hay thích ôm hay thích sao? Em có suông nữa, có vest suông nữa nha. Chưa bận hết á, chúc em bận tiếp. Một mẫu em mặc cỡ tầm 2 phút sale rồi em qua cái khác. Cái này là 1449 nè. Form xòe eo cao che được cái phần bụng dưới nè. Đầu tiên vô là che bụng trước nha. 1449, 259 ngàn. Like khác em bán cũng phải tầm 300-350. Riêng bà like này của em, chị nào mua nha, em để giá 259 ngàn đồng. Đây, tay lỡ dán đầm xòe nhẹ, khóa ẩn nằm sau lưng. Rồi, form đầm của nhà coi xa xa nè. Xa xa thấy cái form đầm chuẩn chưa, đẹp chưa? Gần cũng đẹp, nhìn cỡ nào cũng đẹp hết trơn á. Trao chút từng đường kim mũi chỉ cho các chị luôn mà. Cúc này em đính là cúc bọc thủ công ha, hai viên cúc phía trước nè. Nhưng mặt thì vẫn kéo khóa sau nha. Cái này em đính cố định rồi không tháo được. Cổ vét tay lỡ form xòe qua gối, vừa đi chơi vừa đi làm được luôn. Vẫn sang, vẫn lịch sự nhưng mà vẫn rất là thời trang luôn. 299 ngàn, à quên, 259 ngàn chị Sally ơi, 259 à. Đặt bây giờ mới được. Em đang đứng đây em like nè, đặt hàng, em đọc tên, em chốt giá tiền cho mình 259. Còn mình đợi em tắt like mới đặt là không có giá này nha. Lá vàng trên tường hả chị? Mới về 299 ngàn thôi. Lá vàng trên tường mới về, với cái này cũng mới về luôn. Màu trắng bên này mới về nhà em luôn. Mấy cái này hàng ít lắm. Ba cái mẫu gỗ tròn mới về, số lượng rất là ít luôn. Em còn một cái mới nữa, cùng kiểu, cùng cái kiểu đó luôn là đây. Màu xanh này nữa nè. Đó, ba mẫu, ba hoa văn khác nhau. Rồi, mới về hết luôn á. Em chưng ở trên đó một xíu nha. Mẫu đang bận là 1449 nha cả nhà. Nãy giờ có chị nào quên chưa chia sẻ không? Ai chưa chia sẻ là nhớ chia sẻ liền nha. Chưa chia sẻ là chưa chốt đơn được đâu đó. 1449 cộng số điện thoại 259 ngàn cho em. Hay bây giờ em mặc qua cái lá vàng đi ha. Lên cái lá vàng lá đỏ đi, cho nó hợp mờ mùa luôn nha. Bận em đó mà đi chơi thì khỏi phải nói luôn các chị ơi.
Ai hỏi mua ở đâu nhớ giới thiệu sang shop em. Nhưng mà em sợ đến lúc mà cái chị bận mà mình giới thiệu cho em á thì quay lại nó hết hàng mất tiêu rồi. Tại mỗi đợt em mặc em may mỗi kiểu khác nhau. Sợ là sợ vậy thôi. Cái vest là vải cô tông lạnh đó chị Huỳnh Loan, vest là cô tông lạnh. Còn cái em mặc lộn size rồi. Cái này là size cái này size hay hết cái chị ơi. Ồ cái size hờ đã mất tiêu rồi. Em mặc lộn size rồi cả nhà. Cái váy này em bận là size size to nè. Hôm qua em lấy cái này xuống để em đo thử cái eo, coi eo 2X nó được bao nhiêu. Cái em chứng này cái em lấy lộn bận luôn. Nhưng mà mình thấy không, bận vô vậy mấy chị mới thấy nè. Nó giống với lại cái size M em hay bận luôn đúng không? Về hoa văn, về hoa văn về kiểu nha, là nó giống cái size M bình thường em bận vậy đó, nó chỉ có rộng hơn thôi. Nhiều khi em bận mấy cái đầm mà size M vừa với dáng em, mấy chị khách cứ sợ là mẫu mặc đẹp rồi giao tới mình mặc size to không biết như nào, thì đây em mặc cái size to nó rộng thênh thang như vậy đó, các chị yên tâm chưa. Cái này giao, này là giao cho mấy chị size lớn nè, cái em bận là giao cho những chị mà size 60-65 cân nè đó, eo 85, eo đầm này 85 là thoải mái cho em luôn ha, váy đang mang luôn. Rồi đây là 1484 mẫu đang mang nha, 1484 nha cả nhà. Em đang mang là 1484 các chị yêu ơi, chốt hôm nay trên line này luôn. Ủa size M đâu rồi, hồi nãy có mặc cái này size M không nhỉ? À đây nè. Rồi đây, em đang mặc nè cả nhà, coi size M nè. Cái này mới đúng size của em nè, cái này von. Em mặc là vải von nha. Đầm von hai lớp, cổ tròn, cổ này kính, cổ này không hở. Cổ tròn, tay ngắn ha, ôm eo váy xè. Đó cái em bận nó rộng cái gì thấy không? Size to nè. Còn cái này size nhỏ nha, size M nè, mới đúng size của em đó, treo ở đây đi. Rồi, bây giờ em chút đơn rộng của em bóp lại một xíu nha. À quên với cái chị mình rộng em đeo thắt lưng qua cho mình coi. Nay em mới về thắt lưng. Mấy bữa trước mấy chị khách hỏi có bán thắt lưng không? Đây shop nhập về thắt lưng rồi. Thắt lưng hình chiếc lá. Chị nào mua thắt lưng thì cứ bình luận cho em là thắt lưng chiếc lá là bên em chốt đơn. Mua mấy sợi thì bình luận số lượng vô cho em, ví dụ như 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi gì đó. Mua tặng, mua cho, mua làm quà gì đó cũng được đẹp. 150 nhưng mà trên live em bán có 80.000 sợi thôi ha. Thắt lưng chiếc lá nha cả nhà, nó giống như là lò xo vậy đó mình coi nè. Nó to giãn cái chị ha, nhiều chị hỏi em là ủa em đeo dừa rồi xài rồi sao chị đeo dừa, thì mình thấy nè nó có to giãn nè, vẫn còn dư nha. Một bà mẫu đang mang là 1484 ạ. Đó rộng em đeo vô là nó vừa luôn nè, nhà thấy lợi hại chưa, cái cổng thắt lưng này rất là lợi hại luôn nha. Cái đầm em bận là hơn em tới 3 size lận đó, em đeo vô nó vừa luôn. 1484 là mẫu này cho chị Loan Lê. Eo chị là 80-85 hả chị, lấy cái này liền ok luôn. Đầm mới về của nhà em nha, size thoải mái luôn. 1484, 1484 em chốt đơn với giá tiền là 299.000. Mà cái váy này nó ít lắm cả nhà. Cái váy này của em nè, số lượng nó rất là ít luôn các chị ơi. 1484 nha, số lượng em về rất là ít. Eo chị nào 85-86 á, đặt hàng cho em được. Không có túi, mẫu này may xòe trơn, đơn giản thôi. Chứ là chính ra cái em vải này các chị thấy nó không nhăn luôn không. Cái này em chưa ủi nha, cái này là 2X em chưa ủi. Em mới ủi cái bờ để em bận cho nó đẹp thôi. Còn cái này là em chưa ủi luôn. Hôm qua là em vừa khui ra để mà em đo cái eo thôi á, mà thấy cũng không hề nhăn. Đó em không nói chị không biết luôn á, thấy không, không hề nhăn luôn nè, vải đẹp chưa. Hàng von nha, may kỹ cho mình luôn, về chất khỏi sợ em giao tới cho kiểm tra hàng. Đúng như quảng cáo em lấy tiền ha, đúng như quảng cáo thì cứ lấy hàng cho em. Lần sau quay lại mua nhiều hơn càng tốt. Chào chị Như Hình nè, mẫu mặt là 1484 họa tiết chiếc lá ạ. Eo 85-86 độ về cho em hợp, chồng mẫu này mặc đi chơi du lịch là hết sảy. Đẹp, sang, hai dễ thương. Ai ưng là phải chốt liền. Thắt lưng em mới về có một kiểu là chiếc lá thôi. Cái chị mình có thể sắm một cái bỏ vô tủ. Ít nhiều gì cũng nên có một hai cái thắt lưng trong tủ. Tại vì nhiều khi mình mặc cái đầm nè, nó hơi rộng nè. Hoặc là những cái đầm suông như cái sơ mi vừa rồi, thì mình có thể biến tấu nó thành đầm ôm eo. Đó, chỉ cần đeo cổng thắt lưng vô thôi. Màu vàng hả chị? Đây đúng không? Thích cái vàng này đúng không? Rồi ok, để em mặc cho mình xem nha. Màu vàng. Đây có tới ba cái màu vàng luôn, đều là size M luôn á trời. Đây ok, để em xíu. Rồi cái màu vàng này của em nè, lên mẫu màu vàng cho mình xem. Và em mặc chiếc lá là vải von chị, chiếc lá là đầm von nha, von hai lớp, tay ngắn cổ tròn, phong dáng đầm xòe nhẹ nhàng, che khuyết điểm yên tâm. Mấy cái mẫu xòe như em là đều có che khuyết điểm,
xe nhiều xe ít gì là nó cũng có che khuyết điểm cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ váy này của em. Váy này của em với mã hàng là 1. Ờ có gì em mà em quên. Cái váy này của em mã hàng là 1458 ạ. Sơ mi. Em này là nói là sơ mi châu tôn, nó giống với cái màu đen trắng nãy em mang á, giống cái sơ mi su mới á. Mẫu này của em thì eo tầm 85 86 độ về mặt thoải mái cho em ha. Tại vì em mang cái dáng nó suông á nè, nó suông rộng nè. Đó cho nên là eo 85 86 độ về cứ thoải mái cho em luôn. Ngày hôm nay thì em sale với giá tiền chỉ có là 229.000 đồng thôi. 229.000 mẫu váy này của em ạ. À, mã số là 1458. Đây, đầu này thì cái dây em đã mang sẵn cố định hai bên này. Mình có thể thắt phía trước nè, hoặc là thắt phía sau, tùy ý nha. Thắt trước, thắt sau gì cho em cũng được. Đó, em thắt thử cho mình coi. Có một cái nơ phía trước cũng rất là dễ thương luôn nè. Rồi, xe mẫu này của em luôn là 229 ạ. Một em đầm sơ mi dáng suông, không kèm túi nha, khóa kéo nằm sau lưng của em nè. Rồi chốt hôm nay là 229.000 đồng, hàng giao chuẩn mẫu cho các chị mình luôn. Mặc làm sao là em giao vậy, cái này khỏi lo nha. Hàng đúng mẫu thì thanh toán tiền cho em, em cho kiểm tra chứ thanh toán. Hàng này châu tôn cũng mềm mát không nhăn. 1458 cộng số điện thoại 229.000. Muốn mặc suông thì thả cái sợi dây này ra cho em, thả ra nó ra suông liền, thả ra là thành bông suông, còn không thì cột lại, cột trước cột sau gì cũng được cho em. Dạ chào chị Quỳnh nè, 1458 chị yêu ơi, 229.000. Đúng rồi chị ơi, em bán online thì em sale online thì cái giá nó rẻ. Còn nếu cũng cái váy này mà có qua shop em mua thì nó sẽ cao hơn á. Cái sơ mi em mang nè, đây mình ví dụ trước cái này đi cho nó dễ ha. Đầm em mặc đi, cái chị không mua trên line này, mình qua trực tiếp shop em quận 7 mình mua thì giá bán là 450. Còn ngay lúc này cái chị đặt hàng 229.000 ngay bây giờ luôn. Để số điện thoại lại là có đơn cho em, chia sẻ rồi là em sale giá rẻ 229.000 mẫu sơ mi châu tôn này luôn. Cổ sơ mi tay lỡ dáng đầm cũng phủ gối của em rồi. Form này em mặc là vừa qua gối, đẹp không? Dáng đầm dễ thương không? Chị nào thích thì cứ bình luận cho em ha. Chào chị Phương Thảo à, 63 cân được, eo này dưới 85-86 thì các chị cứ đặt cho em thôi. Eo 85-86 độ về mình lên đơn để em tư vấn nè. 1458 ạ. Mẫu mặt là 1458 cho em xin mã đi nha. Đặt cái mã vô giúp em mới chốt đơn được. 1458 cho em. Có gì bên em alo trực tiếp và tư vấn cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm cộng số điện thoại cho em là ok nè. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá luôn. Mẫu đang mang là 1458. Em có size M, size L, XL và 2X. Hiện tại shop về full size nên mình cứ thoải mái đặt hàng. Nhưng mà đặt sớm để thứ nhất có giá sale nè, thứ hai là có size vừa. Mình đặt trễ quá lỡ nó hết size, hoặc là nó tăng giá sao 450 em giảm còn 229 á, chứ đâu phải là bán 229 tại cửa hàng đâu. 450 tại cửa hàng. Trên live sale 229.000 đồng, 1458 nha. Chị yêu nào chưa có thì bình luận ngay bên dưới ạ. Rồi bây giờ em qua mẫu khác đó chị yêu nha. Trước trên live là 229.000 đồng, chị Đỗ Thu lấy 1458 nè, size 53 cân rồi size L cho em. Tiếp tục em sẽ qua một em váy nữa đi. Màu vàng mặt trẻ nè, đúng luôn. Màu vàng là cái màu em thấy nó trẻ trung nhất luôn á. Bao nhiêu màu chứ cứ màu vàng lên là thấy trẻ trung liền. Màu hồng cũng dễ thương được không? Thích màu hồng không? Đây, em có cái váy von này hai lớp cũng dễ thương lắm, màu hồng. Hoa trắng trắng, nền hồng hoa trắng nha. Rồi hôm nay em sale cho các chị luôn nè. Mẫu này của em, mã hàng của nó là 1452. Thì em cũng còn nhưng mà không có nhiều á, số lượng còn nhưng mà ít lắm. Bây giờ chị nào khoảng tầm mà 65 cân đổ về thì trước mắt mình cứ đặt cho em đi. Cái này đa số là em còn size lớn, size 2XL nha. Chủ yếu là em còn size lớn cho mình á. 1452. 1452 nè. Em còn cho mình là size 2X là còn được khoảng 28 cái cuối. Còn lại MLXL thì có 1 2 cái nữa thôi là hết hàng luôn. 249.000. 1452 em sale còn 249.000 đồng nha cả nhà. Chị yêu nào ưng ý thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn cho mình ha. Mã số sản phẩm cộng số điện thoại. Em chào chị Hồng Uyên nha. Rồi đầm em mang bao nhiêu tiền? Đầm em mang chỉ có 249 à. Von này là von hàng bên em. 249k.
Dễ thương lắm, phải mát rượi. Mặc lên em nói là mát nhẹ tinh và mát rượi luôn. Nói chung là thoải mái cực kỳ. Đây, dán đầu xe nhẹ nhàng cho các chị luôn nè. Khóa ẩn thì được may ở đằng sau lưng của em nha. Em đang có size cho mình từ 40-65 cân. Thấy em mặc lên form, các chị thấy ân hợp. Và em mặc sao là em giao vậy, các chị cứ yên tâm. Nếu mà mình size lớn thì em giao cái size lớn hơn thôi. Chứ còn về chất về form thì cũng giống nhau mà. Đều là xe nhẹ nhàng như vậy. Những cái em váy xe như vậy là các chị không lo lộ bụng nè. Đó, eo cao ở trên nè, bụng dưới là che mất tiêu luôn ha. May eo cao trên này lận mặt, xe che bụng tốt. May kèm hai túi nè, và ở trong thì có lót. Đầm von thì sẽ có lót ở trong. Em này là von von Hàn. 249 ngàn nha chị Uyên ơi. 249, em cứ lộ hoài. Cái mã là 1452, mã là 1452, còn giá tiền á là 249.000 đồng. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Rồi chị Ngọc Lan, bao nhiêu tiền một váy tùy mẫu chị? Đây 249.000. Cái vàng em mới mặc là 229. Rồi em có đầm trăm mấy nữa, 99.000 nữa. Có hết nhiều lắm, em chưa lên hết. Mình thích kiểu như nào? Ví dụ như đi chơi, đi làm, đi du lịch. Đó, em có nhiều kiểu rất là xinh cho mình luôn. Đi tiền cũng có. Em này thì em thấy cái màu sắc nó rất là nhẹ nhàng, nhã nhặn, phù hợp đi chơi, dạo phố, cà phê, đi tiệc, đi du lịch cũng được luôn. Em thấy dễ mang mà. Đó, những cái màu nhẹ nhàng như vậy rất là dễ mang, đặt hàng ngày cái chị mặc cũng xinh nữa. Khóa kéo đằng sau lưng của em ạ. Giờ còn size nhưng mà không có nhiều á chị. Đa số là 2X thôi, là 5-7-65 cân là chủ yếu. Còn lại mà dưới 60 cân thì em chỉ còn 1-2 cái thôi, hết là bỏ mẫu luôn. Không có về thêm nữa nha. Chị nào thích thì mình phải đặt hàng nhanh tay mới được ạ. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua mẫu khác nè. Mẫu em đang mang đây là 1452 các chị yêu nha. Chốt đơn còn 249.000 nha cả nhà, 249.000 đồng. Em có da beo nè. Có mấy chị khách thích mấy đầm mà họa tiết là lạ mắt thì đợt này em có về da beo, da rắn, có da rắn nữa. Chốt đơn da rắn nghe cái tên thấy sợ không? Nhưng mà đẹp ha, mấy cái họa tiết này sang lắm. Để mặc thử mình coi. Nghe mà các chị trung niên mà nghe tới beo là hầu như ai cũng thích hết. Bởi vậy em về cái nó cháy hàng tích tắc liền luôn. Hôm nay da beo là còn được 2 size á cả nhà, gần hết rồi. Sắp hết số lượng luôn rồi. Em không nghĩ là nó hết hàng nhanh dữ vậy luôn á. Biết là nó sẽ cháy hàng nhưng mà không nghĩ nó quá nhanh luôn các chị ơi. Chưa like được mấy bữa nữa, chưa mặc được mấy lần nữa cháy hàng luôn. Rồi chào chị Song Ngư ạ. Đây sơ mi da beo, cái form nó dài dữ lắm. Mình thấy là form dài gần tới gót của em luôn nè. Rồi, đây là 1477. Da beo nha, 1477. Mẫu này em sẽ may cho mình là cái dáng đầm mà maxi ha. Maxi của sơ mi nè. Form dài thước tha luôn. Đây em cao mét 60 là nó gần tới cổ chân của em luôn rồi. Rồi, tình hình em còn cho mình 3 size hên kìa, còn 3 size. Em còn được 3 size là size L, size XL và size 2X ạ. 349.000. Này may suông. Cái sơ mi này của em, cái beo á, em may là suông chứ không có chiếc eo. Cho nên là nó cũng khá là thoải mái. Đối với đầm beo này thì eo của size 2X nó cũng lên được 88 luôn. Nhờ form suông nó mới lên được vậy á. Chứ bình thường là eo 84 thôi. Cái váy này em may suông nè, rộng rộng như vậy nè. Đó, nên eo 88 mặc được cho em. Có nhung chị Nguyễn Minh, chị thích nhung ôm hay suông hay xòe? Nhung em có nhung ôm cũng có, suông cũng có mà xòe cũng có luôn. Rồi chị thích nhung nào để em lên giới thiệu cho mình. Rồi đầu này của em là sơ mi nha, vải đây là vải cát thái ạ. Nhẹ nhàng lắm. Di chuyển các chị coi nè, nó thước tha theo cái dáng đi của mình luôn nè. Quá xuất sắc các chị ơi, kiếm đâu ra đây. Vừa sang vừa đẹp mà em nói mặc vô nó lại che khuyết điểm tốt nữa. Có bụng là che bụng, ăn gian với dáng người nhìn cao ráo hơn nữa nè. Dễ thương chưa? Đang sale với giá tiền chỉ có là 349.000 đồng thôi. Chị yêu nào chưa có mẫu này thì bình luận nhanh tay cho em ở phía dưới nha. Mẫu đang mặc đây là 1477 nha cả nhà. Đây 1477. Nhanh tay giúp em, hàng gần hết rồi. Hôm nay mà còn suy nghĩ lâu quá là mai mốt họ lại không có đâu. Em chỉ về một đợt thôi, có túi nữa. Dặn da beo chị, họ tiết beo. Không phải bi nha, đứng sai tưởng bi phải không? Để đem lại gần mình coi cho nó cận cảnh nè. Đó, họ tiết da beo. Màu này mặc lên cũng gọn dáng lắm nha. 1477 cho em nè. Mà bảo đảm với chị mình luôn, mua làm quà người nhận là thích mê. Không ai mà không thích cái beo này hết trơn. Em
đây còn thích, bảy lần em đem mặc em còn thấy thích, huống hồ chi cái chị trung niên rất là hợp luôn, có 350 cho em váy quá dài luôn. Đó cả nhà thấy không, bình thường mấy cái đầm ngắn cũng 300-350, tới cái đầm này nó dài như vậy cũng giá đó chứ đâu có mắc hơn đâu. Mà so với thị trường ở ngoài kia, một cái đầm dài như vậy rờ phô 700-800, em lấy giá có 349.000, chia sẻ 3 lần là có đơn rồi. Dạ 1477 chị yêu ơi, chưa có mã nè. Mình đừng ghi là mẫu này mẫu kia hay em bận là chưa có chút đơn được đâu. Cố gắng ghi cái mã giúp em. Chị Huyền Trương lấy mã 1477 nè. Rồi, có size 59 cân không em? Có chị, đầm này tối đa 70 cũng có thể vừa nha. 67, số 8 hoặc 70 cũng có thể vừa tùy eo. Miễn sao eo của mình với 88 đổ về cho em là được. 349.000 đồng một cái đầm bèo nha. Bà da bèo 1477. Nhung dáng A hả chị? Nhung dáng A hôm nay em còn cái màu xanh này thôi. Đây nè. Nhung suông, nhung suông chữ A nè. Em có màu xanh, xanh này xanh navy được không? Nhung ơn thì em có tương đối được mấy mẫu nha. Xòe cũng được 2 mẫu. Xuông thì hôm nay còn cái xanh này là còn số lượng cho mình đến 60 cân. Đây, em cũng lẽ sai rồi đó. Tới 60 cân thôi hả? Để sau cái này đi em bận thử mình xem. Giấy chịu A đợt này của em thì đa số lại là von, lụa là nhiều. Còn nhung thì hơi ít mẫu. Em mặc là vải cát thái nè. Da bèo là vải cát thái. Đây, da bèo. Còn size từ 50 tới 65, 70 cân tùy tùy eo nha. Eo với 8, eo 9, 88. Eo 88 đổ về cho em là vừa. Em còn 3 size cuối là size L, XL và 2XL. Bèo cho chị Lê Huyền 477 nè. Dạ đơn 600 là em miễn ship với chị Đi Nguyễn ơi. Ngày hôm nay là em đã sale trên từng đầm nha. Không phải là em bán bình thường rồi tổng hóa đơn cái chị em giảm 5%, 10% cái đông xin nhê. Em sale một phát là sale trên từng đầm luôn. Mà một đầm như vậy là giảm phải 20, 30, 50%. Đây nè. Da beo tại shop em bán 550. 550 tại shop, trên live sale còn 349.000 cho cái chị mình luôn. Mấy cái khác em sale có khi nửa giá hoặc là 1/3 luôn á, rẻ lắm. Và đơn chị nào 600.000 em miễn ship luôn ha. Ship cái chị không cần phải lo đâu. Tại vì bên shop thật ra là đã có hỗ trợ ship rồi. Em hỗ trợ rồi á, thành phố ship có 20 ha, ship tỉnh 30, em hỗ trợ một phần. Còn nếu mà đơn 600 là hỗ trợ toàn phần miễn ship đến tận nhà luôn. 1477 ha, chị đặt nho lấy 1477 nè. Eo 88 nha, cái chị thoải mái cho em. Chị nào form eo hơi rộng, đặt cái bèo này đi, eo 88 đổ về. Còn eo 90-92 thì hồi nãy em có bận cái đen trắng mình thấy không? Cái sơ mi suông mới về á, đen trắng á, mẫu đó là form nó còn rộng hơn cái bèo luôn. Form nó lên được tầm eo 90-92 luôn á. Chị nào chưa coi thì để chút em giới thiệu lại nha. Cái chị nào vô trễ á thì xíu giới thiệu lại. Rồi em có đầm nhung nè. Em có đầm nhung, cái chị ơi, nhung này em may dán đầm suông chữ A. Tuy là nó còn một size nhưng mà cái một size này nó lạ lắm cái chị, nó hơn những cái size đầm khác. Một em đầm này là bằng tới 2 size đầm khác lận. Tại vì nó co giãn tốt. Đây, nhung nhà em là chất mát và co giãn cao. Đầm này của em 60 cân đổ về vừa nha. 150 một em đầm nhung luôn. 149.000 đồng nha cả nhà. 149.000 đồng. Đây, các chị có thể gộp đơn thêm những cái váy em đang sale nè. Đó, miễn sao tổng đơn mình 600 là em miễn ship. Chứ không có bắt là phải mua một cái mới. Không có quy định là các chị phải mua cái này rồi mua thêm cái nào đó là không. Thích cái nào chốt cái đó cho em. Hàng mới về mình thích thì mình mua một loạt hàng mới luôn. Hoặc là mình mua một loạt hàng sale cũng được. Hàng mua cái nào thích cái nào chốt cái đó. Đây, 150. Gộp đơn vô cho em. 150 cái thì coi như mình mua 4 cái, mỗi cái 150 là đã miễn ship rồi. Hoặc là mua đầm mới 1 cái 300 thì 2 cái cũng miễn ship rồi. Đó, nó tùy theo cái tổng đơn của mình. Không tính số cái, cứ tổng cho em 600 là được nha. Chào chị My Nguyễn à. Rồi, đầm xương của em đang mặc chất nhung nè. Màu này màu xanh navy. Tính ra thì em thấy màu này không có kén da đâu. Da trắng da ngâm gì cũng bận hợp. Mà cái màu này cũng dễ mang, dễ trung mang cũng đẹp nữa. Phối hàng cốt phía trước. Ở ngoài nó ống nha, ở ngoài kia phải nó ống nhìn xinh lắm. Nhung này là nhung lạnh nha, không có nóng đâu cả nhà yên tâm. Vải mát nè, ống ánh cho mình nè, cái chất liệu nó ống lên á. Bên ngoài nhìn đẹp hơn ở trên like của em. Rồi 149.000 đồng cho em ạ. À, mã số là 1407. Cổ vuông là thấy dễ thương rồi. Đa số cổ tròn nhiều. Đợt này cổ vuông được có mấy mẫu hả? Em mặc là cổ vuông. Rồi chị Cindy Nguyễn lấy đầm nhung ghi mã giúp em đi ạ. À, 1407. Giá cũ là 300, hôm nay sale 150. Chị Đi Nguyễn lấy 77 đầm nhung, à đầm da beo. Rồi nhung nâu hả chị? Em không có màu nâu. À có, quên. Em có màu nâu nhưng mà sườn xám được không? Sườn xám ôm ôm được không chị?
À, chị Thiều Lê 1467299, 1467299 là cái nào ta? Em mới mặc là 1477 là 349 á. Cái này là 1407 thì 150 nè, có nhầm mã không? Chị Nguyễn Minh 1147 sai rồi. 1407 cả nhà ơi, đặt lại cho đúng giúp em với. Đây nè, em có màu nâu chất nhung nè. Nhung hoa màu nâu, cái này dáng ôm chứ không có phải suông giống em được không? Kiểu khác. Màu nâu thì em sẽ có nhung hoa mai kiểu sườn xám này, hơi bị sang xịn, rất hợp với chị trung niên nè. Ở trên này đính một cái cúc ngọc trai trên xinh lắm. Trời, cái màu nó bị chó đèn quá, không có thấy rõ luôn á. Nó có một viên cúc ngọc trai trên này ha. Rồi nhung thì em sẽ có nhung nâu dáng ôm nha. Hoặc là em có vest màu nâu tây thì nãy em cũng có mặc sơ qua rồi á. Đây, nâu thì có vest nâu nè. Hoặc là body màu à đây cũng nhung nè, em quên mới về cái này, nhung màu nâu đồng. Đây chị, em còn một cái nhung màu nâu đồng nữa, body. Body mới về được không? Nhung dập ly. Em này là body nhung dập ly nè. Rồi, còn em bận là màu xanh navy dáng đồng xuông chữ A nha, 149.000 đồng. 149.000 đồng, mã số là 1407 cho em. 07 chị Hiền Nguyễn, 07 chị Nguyễn Minh nè. Cái váy này nha, em may nó là xuông. Cho nên chị nào mà 50 cân nè, bây giờ từ 50, 55 cân là nó sẽ hơi xuông xuông xíu. Là coi như 55 là cũng đã vừa rồi. Còn mà 60 các chị mặc nó vẫn vừa, nhưng mà nó sẽ hơi ôm nhẹ như vậy. Đó, nó co giãn á, cái chất nó co giãn cho nên là cái form mình vô ha, nó sẽ cứ ôm theo form mình thôi. Mình mặc mình hơi tròn xíu thì nó sẽ co giãn theo. Đó, mình mà hơi gầy chút thì nó sẽ hơi xuông xuông một chút xíu nha. Mặc rất là đẹp, vừa giãn luôn. Cái chị cứ yên tâm đặt hàng. Đối với cái đầm này của em, tuy là nó còn có một size L thôi, đầm này còn có một size hả. Nếu có chị đặt nhung mà mình ghi là cho chị size XL, 2X thì không có hàng. Nhưng mà em này dưới 60 cân, cái chị cứ đặt cho em size M, à size L yên tâm là vừa nha, có co giãn. Thường 60 cân là phải mua XL đúng không? Cứ đặt cho em cái này size L vừa nha, yên tâm giúp em. Tại vì em bán nhiều khách vừa lắm rồi, mình không phải lo đâu, hàng đó có size, size L co giãn tốt. Rồi bây giờ em sẽ ôm lấy mặt cái nào em quên rồi ta. À, em mặc cái màu nâu đi, cái body nha. Body màu nâu đầu mới của nhà em, nhung dập ly đi. Nhung dập ly này thì em cũng có full size cho các chị mình luôn. Dưới 65 cân vừa. Eo này cũng được cỡ 86 á, nó có co giãn nhẹ cho mình nè. Đợi em xíu nha, mặc body phải đợi em chỉnh lại xíu cho nó đẹp đẹp chút. Body nhung. Rồi. Mẫu em đang mặc đây là body nhung nha cả nhà. Hôm nay em sale với giá tiền chỉ có là hôm nay sale giá tiền chỉ có 299.000 thôi, 1441 299. Rồi 1441 nha cả nhà. Body nhung. Đây, dáng đầm này là em may nó cũng hơi dạng ôm, nhưng mà nó không có ôm bó mà nó ôm suông suông ở dưới nè. Thì thấy em đi nó vẫn rất là thoải mái không? Rồi trộm thêm cái chất nó cũng có co giãn nhẹ nha. Màu này là màu nâu đồng, khóa ẩn đằng sau và có xẻ tà, mình đi đứng nó cũng dễ dàng thoải mái luôn ha. Cổ này là cổ đắp chéo ạ. Em đang mặc là cái cổ chéo. Chị nào mà có vòng một đầy đặn á, mình không có lo nó bị chật. Thường với cái cổ khác mà may nó có một cỡ thôi, không có điều chỉnh được cái cổ áo á, thì sẽ hơi sợ chật một xíu. Còn riêng cái em cổ chéo này là chị nào vòng một to đầy đặn mình cũng không lo chật luôn. Nó sẽ theo cái form ngực của mình ha. Chị nào thích kính thì mình về nhà đơn cao cao một xíu trên này cho em. Còn ai mà muốn khoe ha, mình có vòng một đầy đặn đẹp mình khoe ra thì mình hạ cái cổ sâu xuống che một chút xíu ha, tự điều chỉnh. Em giao tới là chưa có đơm, cái này em tự đơm lại. Còn mà hàng mới em giao cho mình là chưa có đơm gì hết đó, về nhà tự đơm giúp em nha, tùy chỉnh thể hình của mình. Em đơm thì dễ rồi, nhưng mà em sợ các chị không có chịu cái cỡ đó. Nhiều mấy đợt trước em cũng đơm sẵn rồi mà về nhà khách cũng tháo ra khách đơm lại theo ý của khách thôi. Cho nên là từ đó giờ em để sẵn luôn, khách muốn kính muốn hở gì tự sửa lại cho em xíu, đơm có mấy cọng chỉ vô là xong rồi. Dạ chào chị Kiều Võ nha. Đơm này của em là chất nhung dập ly ạ, 299.000 đồng full size. Đầm này của em full size, các chị yêu nào dưới 65 cân hoặc eo 86 độ về cứ mặc, cứ đặt hàng cho em nha. Đầm màu vàng hả chị? Vàng này hả? Em mới bận vô xong, sơ mi vàng vừa thay đa xong. Chị đợi em xíu đi. Em mới qua xong cái này thì mình đợi em tầm 2-3 mẫu nữa đi nha. Đợi em xíu, cỡ 2-3 mẫu. Nói 2-3 mẫu chứ thật ra một mẫu có 2 phút. Mất 2-3 mẫu chắc khoảng tầm 5-6 phút thôi là em sẽ lên cho mình coi lại. Đợi em xíu nha, vài phút nữa em mặc cho mình xem. Tại em cũng vừa thay nó ra rồi. Rồi đầm này của em là màu nâu đồng.
Chị nào thích nâu đồng chút cái bộ này, vừa có dập ly nha, dập ly đều mà nó còn có hoa văn nữa nè, em đứng gần mình xem nè. Đó, dập ly đều trên đầm của em kết hợp thêm hoa văn. Chất thì có co giãn nhẹ và vải nhung này mặc rất là mát, cả nhà yên tâm. 299k mẫu váy của em ạ. À, body nha. Em này có làm văn phòng có chị mặc cả ngày vẫn thoải mái. Nó đâu có bị ôm bó gì đâu. Đó em đi đứng cái chị thấy nè, em bước đi nè. Nó dễ bình thường cả nhà ơi, không có bị ôm bó nha. 299k mẫu này của em ạ. À, 141441 cộng số điện thoại nha. Đầm nè. Body nhung dập ly, mẫu mới của đợt này luôn. Rồi, em mặc là cái mẫu mới của đợt này luôn. Sale còn 299.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì bình luận ngay bên dưới để em tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Các chị yêu đặt hàng cứ để số điện thoại lại, sẽ có nhân viên alo tư vấn cho mình ngay. Chị Hiền Nguyễn lấy 1441 mẫu của em nè. Rồi, tiếp tục bây giờ qua mẫu khác. Giờ em sẽ lên tiếp một em váy. Nếu mà chị thích màu vàng á, em còn cái sơ mi vàng này cũng đang sale nè. Em có cái màu vàng này nó sậm hơn cái vàng ở đây. Cái ở đây là nó hơi tươi rồi. Còn em có cái vàng nghệ này nó sẽ không có kén da cái chị luôn. Tại nhiều chị thấy màu vàng thích nhưng mà sợ là nó nổi quá đi. Thì em có cái màu vàng nghệ này nó nhẹ nhàng hơn nè. Mà hơi tiếc là nó để sai rồi thì không phải chị nào cũng vừa nha. Để em mặc thử, ai vừa thì mình chốt. Còn một size cuối, còn một size. Em lên nhanh luôn, cho nó hết luôn để mở mẫu không có về thêm nữa. Mấy cái đầm ở đây bán hết đợt này là bỏ mẫu không có may thêm nha. Chị nào thích thì phải chút danh like liền cho em mới được ha. Rồi bây giờ em lên cho mình xem cái váy này. Đây là 1438 của bên em ạ. À, một em sơ mi. Sơ mi này của em cái chất của nó là cara sọc ha. Đứng phao dày dặn cho mình. 1438. Đây phao này nó cũng dài á. Tính ra cái sơ mi này của em phao nó cũng khá là dài chứ không có ngắn đâu cả nhà. Đó, form nó rất là dài cho mình luôn, tới bắp chân của em luôn nè. Rồi, hôm nay em sale với giá tiền là 179. Hôm nay giảm giá các chị ơi, sơ mi mà chỉ có 179.000 đồng thôi. 1438 cộng số điện thoại cho em ạ. À, váy em đang mặc đây là 1438 các chị yêu nha. Sale luôn hôm nay là 179.000 đồng. Em có may thêm hàng cúp ở trước trang trí nha. Cái này là cố định luôn, cố định đây, cố định đây. Không có tháo được nha. Đứng nghiêng cũng không hở. Ha, cố định thì mình không có lo, tại vì đứng nghiêng nè thì nó cũng không có hở cái chỗ này. Thường mà cái chị may mà cúp phía trước á là nó sẽ hay bị hở cái này lắm. Mặt nó cứ bị hở mấy cái đoạn này nè, lộ hàng liền. Cho nên em không có may mà mặc bằng phía trước đâu. Nó lâu với lại là nó lộ hàng nữa. Kéo khóa sau cho nó lẹ. Kính đáo lịch sự thẩm mỹ luôn, may khóa ổn luôn. Rồi 179.000 cho em mẫu này, 1438. 1438 em xem 179.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì cứ đặt hàng ngay cho em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Dạ, sơ mi của em với chất liệu là vải cara sọc. Cái vải này thì nó có cái độ xốp phồng đứng phong ha. Nhưng mà nó không co giãn. Nó có cái ưu điểm là xốp phồng lên phong đứng phong. Chuẩn phong, hàng thiết kế đẹp. Nhưng mà khuyết điểm đó là không có co giãn nhiều. Thành ra là mình sẽ không trường hao. Váy này em chỉ còn một size cuối là 2XL. Tương đương sẽ là 57-65 cân. Eo 84 đổ về cho em là vừa. 1438 cho em. Caro màu vàng nghệ. Nha caro vàng nghệ. Von dài hả chị? Có đây nè. Maxi von dài. Cổ này được không? Em này là von mà dài cho mình luôn á. Mét 60 em mặc nó gần cái cổ chân á. Mẫu mới. Maxi mới về của nhà em. Đem có cái màu xanh navy. Với em còn sót lại cái von của chuyến trước nữa. Còn sót mấy cái nè. Cái em này là màu xanh này. Đây chị coi nè. Xanh rêu. Đây em có một cái màu xanh rêu nữa. Nhưng mà cái rêu này thì nó không còn full size. Màu rêu này thì em còn có một size 2X thôi. Còn cái màu xanh navy này thì nó còn được 3 size L, XL, 2X. Đó, chị thích cái nào nhẹ nhàng thì có màu rêu mà nó lẻ size hơi nhiều. Còn xanh navy này thì em mới về sau nữa, nó cũng còn tương đối một xíu. Để chị Điền Nguyễn thích cái nào? Thích nổi, ví dụ mà đi du lịch thích nổi bật hơn thì lấy cái này. Còn mà gu nhẹ nhàng thôi thì này ok. Đó, tùy cái chị mình thay về mỗi đợt mỗi màu khác nhau thấy không? Về mỗi đợt mỗi màu mà chưa chắc cái đợt sau đã có maxi nha. Tính ra cái đợt này em về được mấy mẫu maxi là hên đó. Chứ đợt sau là chưa chắc có.
Tại vì lâu lâu có chị thấy không, có nhiều đợt hàng á hả, cách mấy đợt luôn cũng không có đầm dài về đầm ngắn nhiều. Đầm dài thì mấy đợt trước mùa dịch đâu có đi đâu đâu, may đầm dài các chị, may đầm ngắn đơn giản thôi. Đợt này nè, bắt đầu đi chơi lại là may maxi cho các chị nè. Em này cũng dài cái bắp chân nè, sale luôn 179.000 ha, 350 giảm còn 179. 1438 cộng số điện thoại cho em ạ, mẫu đang mang. Mẫu đang mang là 179.000 đồng nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận cho em ở phía dưới nha. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nè. Chị cao 1m55, 55kg eo 80. À, vậy chị Lê Huyền mình đặt giúp em là size 2X nha. Với cái số ký chiều cao và eo của chị thì chị sẽ mặc được size 2XL của nhà em. Là thoải mái luôn á, thoải mái dư sức mình ăn uống này kia luôn là vẫn thoải mái nha chị. Còn nếu mà chị đặt XL thì nó sẽ ôm sát đó nha. Kiểu như mà nhiều chị khách mặc không quen á, hơi ôm xíu là thấy không quen rồi. Để lỡ mình mặc đi tiệc cưới, ăn uống, chưa ăn uống gì ôm sát rồi sao. Cho nên là em nên nói với chị là lấy những cái size rộng rộng xíu cho thoải mái. Đây nè, cái váy này của em còn 2X nè, được không? Eo 84 đổ về vừa. Đầm này của em eo 84 đổ về là có size đẹp cho mình nha. 1438 ạ. Mẫu đang mang là 1438. Em sale còn 179.000 đồng luôn. 179.000 mẫu váy này của em. Chị yêu nào chưa có thì lên đơn ở phía dưới để em tư vấn nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị luôn nè. 1438 cộng số điện thoại cho em ạ. Sale còn 179.000 đồng. Chị nào chưa có đặt sớm mới được nha. Này suy nghĩ lâu là hết hàng á. Em không có may thêm nữa đâu. Hết rồi. Bây giờ còn bao nhiêu bán hết là ngừng cái mẫu này, bỏ mẫu luôn chứ không có may thêm. Sale còn 179.000 đồng cho em ạ. 1438 cộng số điện thoại 179 nha. Rồi em sẽ mặc lại cái màu vàng. Theo như yêu cầu của chị khách thì em sẽ mặc lại cái màu vàng ở phía bên này. Vàng này thì nó tươi hơn so với cái vàng nghệ của em nha. Màu vàng này là nó tươi, nhìn là các chị thấy nó tươi rồi. Em mặc là vàng nghệ thì nó đỡ kén hơn. Còn với cái tông vàng này ha, chị nào thích trẻ trung, thích nổi bật nè, thích trắng da nè, chọn nó cho em. Lên em này là trẻ ra mấy tuổi luôn nha. 1458 ạ. Sơ mi châu tôn. Mẫu này thì em sẽ may là dáng suông ha. Suông có kèm dây eo chứ không có ôm như cái vừa rồi. Cái vừa rồi là có ôm eo rồi, có chiếc eo rồi. Còn cái này là em sẽ may dáng đầm suông cho mình. Đó, suông nhẹ nhàng cho các chị mình thôi. Dễ thương chưa? Chốt hôm nay luôn với giá tiền chỉ có là 229.000 thôi. Nó có cái sợi dây này nè. Các chị thích mặc suông thì mình để nguyên là nó suông rồi. Đó, nó sẽ suông như vậy, thoải mái luôn rồi nè. Còn muốn ôm eo thì mình chỉ cần thắt nhẹ nó lại như vậy cho em thôi. Đó, một cái thao tác nhẹ thôi. Nó sẽ ra cái đầm ôm eo váy xòe nhẹ nhàng cho mình. Mặc được hai kiểu cho em mà chỉ có 229.000 thôi. Đây nè, nãy có chị khách hỏi em cái vàng trong chân đây nè. Em mặc lại cho mình coi thử nha. Đầm này thì còn size cho mình 40-65 cân, thoải mái. Eo 85-86 luôn. Eo 85-86 độ về cho em luôn. 1m54-65kg. Mặc size nào em? Nãy chị đặt beo 2X. Được chị, 65kg cái beo đó eo chị tầm 88 không? Cái beo thì nó còn thoải mái dư sức á. Beo này là eo 88 mặc được luôn ha. Thật ra thì 90 là cái chị mặc là vừa đẹp luôn á, nhưng mà em trừ hao. Tại vì mấy chị khách cũng hay trừ hao lắm. Em trừ hao 88 á là để mấy chị mặc vô nó còn thoải mái xíu. Còn mà em kêu 90 là mấy chị hay trừ hao thành 92, 95 lắm nè. Đó nên em nói tối đa 88 cho em đi. Là cái chị vẫn vô là nó cũng thoải mái đẹp luôn. Mình đo thử giúp em phần eo đi chị Điền Nguyễn ơi. 88 thì lấy cho em cái này, size 2X nha, 2X em đo rồi, eo 88 là đẹp, thoải mái. Còn không á, thì lấy cho em cái mẫu này. Cái mẫu này eo 92, mẫu mới của nhà em, sơ mi suông đen trắng này nè. Cái form nó sẽ ngắn hơn cái beo, beo là form dài maxi rồi. Còn cái màu đen trắng này của em, này 2X nè, các chị thấy nó rộng không? Eo 92 luôn. Size 2X mẫu này eo 92 đổ về cho em mặc được nha, thoải mái luôn nè. Eo 90, 92 thoải mái cho em luôn, mẫu mới. Đẹp, có 299.000 thôi, mẫu mới về luôn á. Em mặc thì rẻ mà, 229 cái này thôi, 1458 nè. Mẫu em đang mang là 1458 ạ, 229.000 đồng. Váy này cũng còn full size cho các chị mình đây. Em mặc cũng còn full size nha. Có thêm dây eo thì mình có thể bận được hai kiểu luôn. Thích mặc ôm eo cũng được, mà thích mặc suông cũng được, tùy ý các chị mình luôn. Có dây eo mà lo gì, mặc suông thì để nguyên, mặc ôm eo thì cứ cột cái nơ giống em nè. Đó, cột sau hay cột trước gì cũng được nha. Và đầm này của em chất châu tôn đó chị Lan Ngọc, non mềm.
nó mềm nó mát nó cũng có nhăn, nói chung mặc rất là êm rất là thích. Một lớp chị không không có xuyên thấu, chị yên tâm mặc cũng ok lắm. Đây em bận cái gì cũng thấy nè, đó mẫu mặt trên line này sao là giao vậy nha. 1458 cộng số điện thoại, chốt đơn còn 229 229.000 đồng cho em ạ. Size M, size L, XL và 2X luôn. Váy em đang mặc đây là có full size cho các chị mình ha, dưới 65kg cứ đặt hàng cho em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Sơ mi châu tôn mã số là 1458 ạ. Chị yêu nào chưa có thì bình luận ngay bên dưới để bên em tư vấn và chịu hàng chịu size cho mình nha. Đây form xè nhẹ, à form này là form xương á, thật ra là form xương á, nhưng mà cộp lại thì nó sẽ thành hơi xè nhẹ. Còn mình thả cái dây ra là nó ra xương nè. Tính ra 229 mặc hai kiểu tiết kiệm mà. Mặc cái đầm này mình mặc đi chơi, đi tiệc này kia thoải mái luôn. Nếu mà các chị không ngại nổi bập thì mình mặc đi làm cũng được luôn ha. Cái màu này lên trắng da dữ lắm. Nó có bi trắng ở trên đầm nữa nha. Nền vàng bi trắng, có bi hồng nữa đó. Thấp thoáng là thấy có bi hồng nhưng mà thấy bi trắng là chủ yếu luôn. 229.000 nha chị Ngọc Huyền ơi, 1458 ạ. Mẫu đang mặc là 1458, chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận ngay phía dưới giúp em. Có gì bên em alo trực tiếp và tư vấn size cho các chị mình ha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn nha. 40 cho tới là 65 kênh vừa nè. Chị yêu nào lấy mẫu này thì cứ bình luận bên dưới để em tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Mã số sản phẩm, mã số sản phẩm cộng số điện thoại giúp em là được. Cái này là vải châu tôn đó chị Nguyễn Tám à, vậy ok, giờ chị đi Nguyễn Dừa đúng không? Rồi cái beo thì 88 độ về cứ đặt hàng. Đầm em mặc là vải châu tôn nha chị Nguyễn Tám ơi. Mát, nhẹ, không nhăn nhầu gì luôn. Mặc rất là êm nha, em mới về thêm cái châu tôn là cái đen trắng nữa đó. Cái vải này khách cũng yêu cầu về nhiều nè. Đây về được hai mẫu. Đây về được hai mẫu là cái vàng với cái đen trắng. Màu vàng là 1458 ạ. Chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận trong like giúp em ha. Rồi bài like này bây giờ mình sẽ lưu lại nè. Chị yêu nào vô trễ mình có thể tham khảo lại từ đầu, hoặc là mình có thể đón theo dõi live trực tiếp tối nay bên em vào lúc 6:30 nha. 6:30 tối nay sẽ có một bài live trực tiếp mới nữa. Các chị vào like đặt hàng cho vui nha. Rồi còn bây giờ thì chúc các chị có buổi tối thật là vui, à một buổi chiều thật là vui vẻ nè. Cảm ơn các chị yêu đã theo dõi live của em nãy giờ. Hẹn gặp lại các chị yêu nhé.